sáng tài năng QCET 2023, chương trình nghệ thuật đặc biệt dành cho học sinh sinh viên QCET, nơi hội tụ những tài năng trẻ trong học sinh sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Tỏa sáng tài năng QCET 2023, chương trình được truyền hình trực tiếp trên QCET TV. Tỏa sáng tài năng QCET 2023 chỉ một đêm duy nhất tại hội trường lớn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, địa chỉ 172 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. QCET hân hạnh giới thiệu.